và ngày đó đầu tiên xin thay mặt cho những người tham dự chương trình tại Hòa Bình Khánh Hồng gửi đến tất cả quý vị quan khách lời chào thân thương và trân trọng nhất, chúc cho tất cả chúng ta có một buổi chiều tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị và các đồng bào, không biết rằng những ngày qua tất cả quý vị đã có cảm nhận gì về những không gian của mùa hạ? Và thưa quý vị thân mến, mùa hạ là như thế này. Mùa hạ mang một thái vẻ đậm đà yêu kiều và chúng ta bắt đầu một ngày mới với những ánh nắng thật nhẹ nhàng, ấm mát hay sự ấm cho con người. Hay bất chợt đột nhiên chúng ta lại nhìn thấy những áng mây sẽ vội vàng đến hay nhẹ nhàng lướt qua, đôi lúc lại nán lại ấm mát trời dịu dàng. Và thưa quý vị, những quần bình thân mang của cuộc sống lại khiến chúng ta cuốn theo, chúng ta vội vàng né tránh những cơn mưa. Nhưng đối với những ai yêu nhau, họ sẽ lấp mình vào một góc của cuộc sống, họ nhìn không gian, họ tận hưởng những ca khúc, những bài nhạc để làm cho tình yêu của họ lên ngôi. Và tình yêu luôn là như thế, tình yêu luôn đem đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc và những kỷ niệm về cuộc sống muôn vàn. Kính thưa quý vị, quan khách thân mến, Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi người chúng ta một trái tim, và chúng ta phải đi tìm một nửa còn lại của cuộc đời mình. Một nửa còn lại đó chính là tình yêu. Trải qua những ngày tháng rong ruổi đi tìm một nửa yêu thương cho mình, thì ngày hôm nay Xuân Khánh và Thanh Ngư của chúng ta, họ đã tìm thấy một nửa của nhau. Để rồi kể từ ngày hôm nay, họ sẽ lên một cuộc sống nghĩa vợ tình chồng, cùng nhau sẽ chia ngọt bùi bánh cây và cùng nhau tận hưởng những sản phẩm quý giá mà Thượng Đế sẽ ban tặng. Ngày lúc này chúng ta đang có mặt trong không gian nhà hàng Khánh Hồng, một không gian thật ấm áp đảm bảo cho chữ tình yêu thương. Tất cả chúng ta sẽ cùng chứng nhân cho mối đương duyên tình định của Xuân Khánh và Thanh Ngư. Và giờ đây chúng tôi xin được tuyên bố chương trình nghi thức lễ tình hôn xin phép bắt đầu. Tình yêu
sẽ mang đến những điều kỳ diệu thực sự có giữa đời thường. Anh chắc em vào cõi tình yêu, hai người lộng lẫy đẹp yêu kiều, bao nhiêu ấp ủ và mơ ước, anh xin gói trọn dành cho em. Ngoài sự nỗ lực phấn đấu vươn lên cho tình yêu của mình, Xuân Thắng và Thanh Ngân còn được sự vun vén tác hợp của đôi bên gia đình. Vì thế mà sân khấu tình yêu ngày hôm nay không thể thiếu được sự có mặt của các bậc sơn tân phù mẫu của cô dâu và chú rể. Giờ phút này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời về phía họ nhà trai, trân trọng kính mời ông Nguyễn Chí Ba và bà Trần Kim Lập là sơn tân phù mẫu của chú rể Xuân Thắng. Và về phía thế tộc và nhà gái, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Võ Quang Nhung và bà Cao Thị Thanh Xuân là xuất thân phụ mẫu của cô dâu Thanh Ngân. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ được trân trọng giới thiệu vị đại diện của họ nhà trai, chúng tôi sẽ đồng hành về sự thống ngày hôm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng vang lên những tràng vỗ tay thật lớn, thật đông nhiệt để cùng chào đón họ nhà trai và họ nhà gái sẽ tiến về sân khấu ngày hôm nay. Chầu vàng, hai họ chứng kiến huyền nàng với anh, hai họ an miếng chầu xanh, hai họ chứng kiến tình an với nàng. Kính thưa quý vị thân mến, sân khấu của chúng ta chỉ thực sự mang đầy ý nghĩa hơn và trọn vẹn hơn khi có sự chứng kiến của các bậc sắc tân phù mẫu của cô dâu và chú rể cùng vị đại diện của hai dân tộc. Vì họ chính là những người đi trước, những người đã vun vén và tác hợp cho tình yêu của Xuân Thắng, Thanh Ngân có được hạnh phúc trọn vẹn. Ngày hôm nay, chúng tôi cũng nhận thấy rằng sự hiện diện rất đông của tất cả quý khách. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc cho hai bên gia đình. Mỗi một vị khách là những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho tình yêu của Xuân Thắng và Thanh Ngân. Giờ đây để cảm ơn tất cả những tình cảm yêu thương đó, về phía nhà tộc của nhà trai cũng sẽ có đôi lời gửi đến với tất cả quý khách. Trân trọng kính mời chú Minh, đại diện cho nhà tộc của nhà trai có đôi lời phát biểu. Kính thưa hai tộc nhà trai và nhà gái, kính thưa các cô bác, chú thím, anh chị bằng hữu đã đến đây dự chung vui cùng con chúng tôi. Lời đầu tiên, cho tôi thay mặt cho hai tộc xin gửi lời chào trân trọng nhất. Gia đình chúng tôi thật là vinh dự khi tất cả các quý vị đã dành tất thời gian quý báu đến chung vui cùng lễ tân hôn của con cháu chúng tôi. Một lần nữa, chúng tôi thành thật cảm ơn. Và trong lúc làm lễ và đại tiệc thì có cái gì sai sót, xin quý vị thông cảm bỏ qua cho. Trong không khí làm lễ long trọng như thế này và khí thế và sôi động thì chúng tôi thay mặt cho hai tộc xin mời tất cả các vị quan khách có mặt buổi lễ ngày hôm nay cùng nâng ly chúc phúc trăm năm hạnh phúc cho hai cháu chúng tôi. Xin hát. Xin cảm ơn lời phát biểu rất chân
đã đủ ý nghĩa của chú Bill rất nhiều. Giờ đây xin mời chú Bill trở về bàn tiệc danh dự dành cho vị đại diện ở bên dưới. Chúc mừng xuân hạnh và cô dâu thân ngân thân mến. Chiếc bánh cưới là biểu tượng sự viên mãn tròn đầy cho một hạnh phúc đứa đôi. Những phút này xin kính mời xuân hạnh, thanh xuân, tay trong tay sẽ cùng đi đến thắp bánh, cùng nhau các chiếc bánh cưới và cùng nhau chia ngọt sẽ vui trong cuộc sống hạnh phúc. Kính thưa quý khách thân mến, Long Khánh của chúng ta, một vùng đất bạt ngàn trù phú với những hoa thơm quả ngọt. Và ngày hôm nay, những hoa thơm quả ngọt ấy kết tinh cùng với tất cả tình cảm yêu thương mà quý khách đã dành tặng đã tạo nên một tháp bánh cưới thật nguyên nga trắng đẹp. Đó chính là hình ảnh của những chi ngọt sẽ vui cho cuộc sống của Xuân Khánh và Thanh Thư. Kể từ ngày hôm nay, họ sẽ thêm một cuộc sống nghĩa vợ tình chồng, cùng nhau bước đến đỉnh vinh quang của ngày hạnh phúc. Vợ chồng đã nghĩa tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Và kính thưa quý vị và các bạn mến, tiếp lại một cuộc sống đặc thân, Xuân Khánh và Thanh Ngân sẽ mở ra một trang mới trong cuộc đời của mình. Chạy sắc về một cuộc sống hạnh phúc, lứa đôi ngày ấy và bây giờ sẽ không còn như những ngày cô đơn, sẽ không còn như những ngày. Chúng ta hãy còn nhìn nhận cuộc sống chỉ là một ánh sáng, chỉ là một vật thể, mà sẽ nhìn nhận cuộc sống này sẽ là một trang giấy để viết nên cuộc đời của nhau, trao cho nhau những tình yêu trong sáng và bền vững như thác đổ sập bánh trong ngày hạnh phúc hôm nay. Yêu mới biết quen thời gian, khi biết yêu thì nó sẽ không phai tàn. Kính thưa quý khách thân mến, chúng ta đang sống trong tiết trời của mùa hạ. Nói đến mùa hạ, người ta lại nói đến sắc tím hoa bạc lăng, màu đỏ của hoa phượng, màu vàng của hoa điệp trải dài trên khắp con phố. Mùa hạ lại có những cơn mưa về, những cơn mưa mùa hạ mang theo không khí mát dịu, xua tan đi cái nóng nực oi ả. Có cây hoa lá được tắm gội bừng lên căng tràn nhiều sống. Những cơn mưa mùa hạ tắm đắp cho dân gian, cũng như tình yêu của con người. Tình yêu mang đến những cảm xúc dạt dào khó quên, tắm đắp cho những trái tim vô hạn đang mong chờ cơn mưa tình yêu ghé đến. Và cơn mưa tình yêu ấy đã ghé đến cuộc đời của Xuân Khánh và Thanh Ngân để họ được chung sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, cùng nhau tận hưởng hương vị yêu đương trong mê say tình ái. Giờ đây, để tỏ lòng hiếu kính của mình đến với các bậc sắc thân phụ mẫu, chúc lễ Xuân Khánh, cô dâu Thanh Ngân, hai bạn cùng dâng lên cha mẹ những ly rượu hồng đầu tiên cho ngày hạnh phúc, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Chúng con xin cảm ơn cha, chúng con xin cảm ơn mẹ đã cho chúng con một hình hài, đã nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng con nên người. Đến ngày hôm nay, cha mẹ đã tác hợp và xây dựng cho tình yêu của chúng con nên nghĩa phu thê vợ chồng. Cha là bố cả giữa đời, cha là điểm tựa bên đời của con. Mẹ đưa cả tấm thân gầy chở che con được có ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, niềm vui đã đông đầy, hạnh phúc đã trọn vẹn. Gia tộc Hoàng Nhà Trai có một nàng dâu hiền, Hoàng Nhà Gái có một chú rể thảo. Xin mời tất cả quý khách chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Xin mời. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Sẽ được cảm nhận tay trong tay Xuân Khánh và Thanh Ngân sẽ cùng nhau uống ly rượu giao thề như lời thề hứa hẹn sắt son, cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc trọn đời. Kính thưa quý vị quan khách thân mến, ngày hôm nay trai anh hùng gặp gái huyền binh, trai đảm việc nước gái đảm việc nhà, họ đã gặp nhau và tạo nên một tình yêu hoàn hảo. Cháu biết rằng con đường phía trước của Xuân Khánh và Thanh Ngân còn có rất nhiều trong gai thử thách. Nhưng chúng ta hãy tin tưởng rằng Xuân Khánh và Thanh Ngân họ sẽ vững tay trèo, leo lái con đường tình yêu của mình đi hết con đường hạnh phúc trăm năm. Một lần nữa xin thay mặt cho những người cùng đến chương trình là Hoa Viên Thánh Đồng chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn.
xin được trân trọng kính mời.